Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chủ trì hội nghị giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022. Trong quý 1, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chính sách an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã đạt được trong quý 1. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong quý 2, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hợp tác đối ngoại, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phản biện và giám sát, tiếp tục nắm bắt thông tin, dư luận, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chủ trương của tỉnh, quyền và lợi ích của nhân dân khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển các khu cụm công nghiệp, các dự án đô thị và hạ tầng trọng điểm của tỉnh. Có một chỉ thị riêng về công tác giải phóng mặt bằng, trong đó cái yêu cầu Mặt trận Tổ quốc của đoàn thể xã hội phải tham gia vận động quần chúng nhân dân để tổ chức thực hiện cái việc đó. Như thế đến nay chúng ta thực hiện được cái gì? Đấy, chúng tôi muốn nghe những vấn đề khó của địa phương. Hai là những cái điểm nóng của địa phương mà khiếu kiện nhiều kéo dài thì chúng ta tham gia ở đâu? Như là Ân Thi vừa rồi là mà giải phóng rất tốt. Thế nhưng mà trong đó có Mặt trận Tổ quốc, có đoàn thể nhân dân và đặc biệt là vận động quần chúng nhân dân tổ chức thực hiện. Tôi nói là kết dịp cuối năm là di chuyển mô mả xong của mấy khu công nghiệp lớn của khu Lý Thường Kiệt. Thế đấy là nhân dân ủng hộ. Thế thì ủng hộ ra đâu? Có phải là do đoàn thanh niên, có phải là do hội nông dân, do phụ nữ, do Mặt trận Tổ quốc chúng ta vận động không? Đều có công sức cả đấy. Nhưng mà chúng ta không nói cái đó. Để chúng ta rút kinh nghiệm tới để có những chỗ khó khăn hơn. Chúng ta phải thấy rằng ổn định được hệ thống chính trị, đoàn kết thành một mối thì tỉnh ta mới mạnh được. Nếu còn những vấn đề bất cập, đương nhiên chúng ta sẽ khó có cái sự lớn mạnh của tỉnh. Vận động thế nào để vận động? Vận động phải là một khối đoàn kết thống nhất. Đoàn kết và đại đoàn kết mà Bác Hồ đã nói rồi. Thế vế của chúng ta là vế phải thực hiện cái đó. Vận động là vận động cái đó. Hai nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Tiên Lữ. Hay là tới đây là giải phóng một số mặt bằng của các khu vực tốt hơn. Ví dụ đường 379, thưa đồng chí, bây giờ còn rất nhiều hộ gia đình để xây lấn chiếm, như hay là câu chuyện coi là nhà không có cây như tự dưng có dự án và nhà trồng đầy cây, rồi toàn cây to cây đẹp không biết đâu về. Tỉnh thì thành lập ban chỉ đạo rồi, có hẳn chỉ thị rồi cho chúng ta. Nếu chúng ta không có mặt bằng sạch, không có thu hút được đầu tư thì hỏi rằng chúng ta có phấn đấu là thu nhập bình quân đầu người 130 triệu trên đầu người được không, phấn đấu lên 8.000 USD trong đến 2030 được không? Nếu chúng ta không thu hút được nhà sản xuất, nhà đầu tư vào đây thì làm sao mà giải quyết việc công ăn việc làm được? Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung phát triển tổ chức đảng, đảng viên vùng nông thôn, trong doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, bảo vệ môi trường và đảm bảo công tác an ninh trật tự địa phương.